Dạ, xin chào các anh chị nhà đầu tư. Trong video này thì em sẽ nhận định qua về tình hình chung của thị trường chứng khoán VN Index trong tuần giao dịch từ ngày 13 tới ngày 17 tháng 3. Hiện tại thì em đang mở khung thời gian là khung thời gian tuần. Thì sau cái kết thúc phiên giao dịch của tuần trước thì chúng ta có một cây nến xanh. Và hiện tại thì cây nến xanh này khá là đẹp, với một cặp nến này là một cặp nến engulfing. Đây là một cặp nến engulfing tạo ra một tín hiệu đảo chiều. Chúng ta có thể kỳ vọng rằng là đầu tiên này, trước đấy thì chúng ở ngày 10 ngày 26 tháng 12 và tới ngày mùng 3 tháng 1 thì chúng ta thị trường chúng ta có một cái nến engulfing đảo chiều, và chúng ta có thể kỳ vọng rằng là trong tuần giao dịch tới thì VN-Index có một kịch bản là tăng lên và đi ngang như thế này, thì cũng rất mong là kịch bản này nó sẽ xảy ra, thì đó sẽ là một điều tích cực cho các nhà đầu tư. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào khung thời gian là một ngày. Chúng ta có thể thấy được rằng là hiện tại là ba cái nến xanh, nhưng tuy nhiên thì cái lực tăng này nó có vẻ yếu hơn so với lực trước. Thì tăng đầu tiên này, một cái nến có rút râu, thứ hai là một cái nến có râu này tại vùng này, thứ hai cái nến xanh thứ hai là một cái nến rút chân, thể hiện rằng là lực bán này đã có một lực bán tham gia tại đây. Nhưng tuy nhiên tới cái nến thứ ba và cái nến thứ tư thì cái nến xanh thứ ba này hơi tăng hơi yếu, và cái nến thứ tư này này là một cái nến đỏ, và em sẽ vào khung thời gian nhỏ hơn để xem rằng là cái phản ứng giá tại đây thì phe mua và phe bán đang có những xảy ra và tranh chấp tại đây như thế nào. Đây em sẽ xét theo cái vùng giá đi ngang khoảng từ vùng ngày mùng 9 tháng 3 nhé anh chị nhé. Hiện tại thì trước đấy VN Index chúng ta thì có một cái biên độ đi ngang khá là đẹp, biên độ đi ngang trong khoảng từ 1050 cho tới vùng 1055, tức là một vùng giá đi ngang này là vùng giá đi ngang có quy luật, tức là nó đang đi ngang trong một hình chữ nhật, và ngay sau đấy thì giá có xu hướng đi lên, giá có xu hướng tăng lên, giá có xu hướng tăng lên, phá vỡ qua vùng giá đi ngang này, thể hiện rằng là đã có một lực mua tham gia tại đây, và khi đó thì cấu trúc của thị trường đang có xu hướng di chuyển như thế này. Nhưng tuy nhiên thì ngay sau đấy thì lực bán nó tham gia khiến giá nó đảo chiều, và hiện tại thì sau khi mà VN Index phá qua vùng giá đi ngang thì chúng ta có một vùng hỗ trợ nhỏ tại đây. Nó là chính là trong cái khoảng vùng hỗ trợ, đó là từ 1049.45 cho tới vùng 1051. Nhưng tuy nhiên thì ngay sau đấy lực bán đã tham gia khiến giá đã có một cái dấu hiệu là phá vỡ cái vùng hỗ trợ này. Và nếu như mà chúng ta xem cùng thời gian lớn thì cũng không nó trong trong thời gian là lớn này thì giá đã có xu hướng là phá vỡ qua rồi. Do vậy thì đây, ngay ngay cả trong khung khoảng thời gian nhỏ là không gian 3 phút thì chúng ta có thể thấy luôn luôn là khoảng từ nó có từ 49 về 46 là chúng ta bên VN Index đã mất khoảng 3 điểm, thì chứng tỏ là xu hướng này nó đang bị đảo chiều rồi, và cái cấu trúc hiện tại thì nó đang trở lên như thế này. Do đó thì VN Index của chúng ta trong khung thời gian ngắn hạn thì đang có một vùng cản tại đây. Đó chính là trong khoảng từ giờ 1052 cho tới vùng 1053. Do vậy thì trong phiên giao dịch ngày mai, tức là ngày thứ hai, là ngày 13 tháng 3, VN Index sẽ cần phải vượt qua cái mức kháng cự là 1052 cho tới vùng 1053. Thì khi đấy thì các anh chị mới có thể kỳ vọng rằng VN Index sẽ tiếp tục tăng tiếp theo cái cây nến tuần trước đấy là một cây nến tăng đảo chiều engulfing. Quay trở lại đây thì như chúng ta đã biết thì trong cái khoảng thời gian từ 14 giờ 12 cho tới kết thúc phiên ATC thì chúng ta có một lực tăng, lực hồi phục khá là mạnh và một cây nến rút chân khá là dài. Vậy thì chúng ta sẽ cần đặt ra một câu hỏi là nhóm ngành nào đã có một lực mua tham gia tại ATC khiến cho VN Index hồi phục sau phiên ATC này.
Theo quan sát của em thì đầu tiên là chúng ta sẽ gồm có là mã ngân hàng trong phiên HTC từ 6 vừa qua đã có một lực tăng mua khá là mạnh, giúp VN-Index có một lực hồi phục. Đầu tiên là mã VPBank thì chúng ta sẽ vào đây, đây một lực ATC tham gia tại đây rồi, do vậy thì đã có một lực mua tham gia tại đây khiến cho VN-Index hồi phục. Mã thứ hai là chúng ta cũng có là mã MBB. MBB cũng được kéo cuối phiên. Đây là một tín hiệu tích cực. Mã thứ ba là mã MB mã ACB. ACB cũng được kéo về cuối phiên. Do vậy thì trong một cái tuần giao dịch tới thì em đang kỳ vọng rằng là nhóm ngân hàng sẽ là nhóm tích cực có thể dẫn dắt được VN-Index tăng điểm. Và hiện tại thì chúng ta đang có một cái áp lực bán tham gia tại đây, đó chính là nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép thì gồm có là mã HPG. HPG thì em có kẻ cái cấu trúc giá hiện tại ở đây và anh chị có thể thấy được rằng là chạy chính cái vùng cản của phe bán này, giá HPG đã thất bại 3 lần tại đây rồi. Do vậy thì cũng phần nào gây áp lực bán cho toàn thị trường. Chẳng hạn như là mã của bên HSHG cũng tương tự như vậy. Hiện tại thì đang cố gắng kiểm tra lại cái vùng cản này thì trong phiên tuần tới thì chúng ta sẽ cần để kỳ vọng rằng là nhóm thép và nhóm ngân hàng sẽ cần phải vượt qua vùng cản này. Thì khi đấy chúng ta sẽ có một cái xu hướng tăng khá là tốt. Thứ hai là chúng ta sẽ gồm có là mã bất động sản. Bất động sản thì chúng ta chưa thấy một mã nào đẹp ngoài mã DXG hiện tại. DXG thì sau phiên tăng tím này thì nó đang có một nhịp điều chỉnh. Do vậy thì cũng chưa nên tham gia mua tại đây. Và cuối tuần vừa qua thì do cái chúng ta gồm có là mã nhóm ngành thủy sản. Thủy sản thì cũng khá là tích cực. Do vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng thủy sản nó sẽ cùng nhóm ngân hàng kéo được VN-Index trong khoảng thời gian của tuần tới. Theo là nhóm đầu tư công. Nhóm đầu tư công thì hiện tại thì cái biên độ và cái áp lực bán ở cái vùng này nó khá là lớn. Do vậy thì em cũng chưa có một cái sự quan tâm tới cái ngành này. Sẽ còn nhiều câu chuyện tiếp theo nữa. Nếu như mà anh chị có nhu cầu cần em tư vấn hoặc là các cái hỗ trợ về điểm mua bán hoặc cơ cấu danh mục thì anh chị sẽ liên hệ với em qua số điện thoại và đường link nhóm Zalo em để phần mô tả. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe video này.